Làm ra con cá sau này nó dọc theo thì nó khó nhiều cá lắm. Bây giờ ra mặt hết lưng. Ở lưng em ơi. Đây là cái u bã đậu. Mấy năm mình chú nhỉ? Mấy năm rồi. Mấy năm nhỉ, chú cũng cụ được mấy năm rồi. Phải có mấy năm rồi đấy. Phải có 5 năm không? Đây mọi người á. Hôm nay về là chú trời ơi, chú nhẹ cả lưng. Cảm giác lắm nếu mà nói với ai biết nhân, ta là người một chữ à, là ai biết nhân. Cảm giác lắm lắm, tức trong người. Đúng rồi, đúng rồi. Con thân đàn mà giống nói con hả? Chịu hả? Khi nào lấy được hết chân ra mới được quá? Vẫn còn nhiều chú ạ, ôi chị ở đây rồi. Tơ đấy mày. Như kiểu có lông ấy. Càng ăn này càng cũng như người béo còn tan lên. Nuôi cái mụn này. Chỉ nuôi mới mụn đâu. Đi vào rừng cũng không phải ăn kém đâu nhá. Lúc thì thịt gà, lúc thì mực, lúc thì cái này cái lỏ ăn qua là không ngoái đâu. Càng ăn tốt thì càng to. Em làm phát cho nó xuôi lên cho đi. Làm người không bèo béo được. Đấy, ta nuôi nó. Ta nuôi nó. Ừ, ta nuôi nó. Body chú đẹp mà, ui trời ơi. Ăn cái này. Ăn bao nhiêu đồ là nuôi nó. Thế mà không nhìn rồi. Chị bảo không nhìn rồi, cứ gọi chị. Không nhìn nhưng mà mấy khi mới được chiêm ngưỡng. Nhưng mà nhiều lắm. Bạn nào thích xem lặn mụn thì chia sẻ live stream với đây mà xem lặn mụn. Cho nó phê. Xem trực tiếp kinh lắm chị à, Vân Anh ơi. Đây là thường mà, em may là em vừa đi ăn cưới về ấy, em mà nặng trường thuật trực tiếp giải lặn mụn á. Hôm nay đảm bảo là chú về chú về nhá, chú nhẹ cả người luôn, chú không có cảm giác kiểu như kiểu bao nhiêu năm mình bị tức với cái mụn ấy, thì hôm nay kiểu nhẹ nhõm hết cả người luôn ấy. Về cả cái thôn
Vinsound.com. Hồi xưa em chỉ sợ ông làm nó làm là cái bao nhiêu chỗ là cái chỗ hết đường trên là. Đã bảo hôm nay là về nhẹ cả người luôn. Không biết là tại vì nếu là có người nói bảo nghe chủ nhà lãnh sự nghe ngang nhà lãnh sự mới đi xe ôm đi ra này. Bây giờ biết làm sao được, cứ bảo là vào trong này làm đẹp làm cái kia nọ gái hú đâm ra mình ngại đâm ra mình ơi, không biết xấu chị. Không, nhưng mà thực tế là nhiều người cứ nói nhiều cái câu ấy, đâm ra mình không biết mà. Đấy, tại vì không biết mà. Spa là một rất là văn minh đúng không chị nhỉ? Chăm sóc sức khỏe, sắc đẹp. Có người biết lái, nói không người biết lái. Đấy, có ông thầu ấy. Thường thầu người Tây ở trong này đó thì làm cũ đó, làm cho nó là hết, nho của mình làm cũ hết. Trời ơi, còn rất là nhiều á. Bensound.com. Đi mi ra ngoài. Chú thấy không, chỗ này nó không có mà đi máu nào luôn. Nó còn nhiều ấy, còn đầy luôn. Này. Bạn nào mà thích xem lặn mụn thì chia sẻ livestream hội xem lặn mụn cho mọi người xem cho phê. Hôm nay chị Nguyên đừng bảo ăn đấy. Bà thử được ăn rồi đấy, sắp được kiếm con đó. Sắp được một bát canh riêu cua rồi đấy. Thì đừng nói rồi, anh nói rồi chứ hôm nay về anh không ăn được bỏ cơm nào mới chết rồi. Anh không nhìn thấy đâu, anh không nhìn thấy đâu. Không nhìn thấy nói rồi, cũng kinh, cũng nhấm ăn thật mà. Tốt. Hôm nay về là chú nhẹ cả lưng ấy, vì là mình giải quyết được cái cục tức ở lưng của mình đi bao nhiêu lâu năm nay rồi. Ở lưng em ơi, mua để ở lưng. Bensound.com. Biết đi ra. Xuống nhà em Ngọc mà. Em mới cho ăn bao nhiêu quả bụng. Bensound.com. Chảo hơn sợ. Ghét mỗi cái vụ này, ôi trời ơi, nó còn này. Cảm giác như kiểu nó chảo ơi, người ta lúc bảo là mình để đi với nhau thì khâu chỗ đấy mới chết dở. Mình chưa đến nỗi bảo đi quấy rối mà đến nỗi người ta nó nghĩ vào. Nhưng mà chân chắc là còn nhiều ấy, bên còn tí. Nhìn trực tiếp. Ôi, giúp em này còn hớt lắm mà, thiệt tình Ngọc ấy. Em nhé. Tối nay mà chưa có bát canh cua đây này. Đừng nói đấy, nói là tối hôm nay không về ăn được cơm thì đừng nói chuyện đấy. Chị muốn này. À, có một bạn ngoài này cũng đang chuẩn bị vào lặn ở cổ đúng không? Đúng rồi, đây ở cái cổ kia cũng thế luôn. Của em cũng như thế luôn. Cổ kia toàn cái nhân trắng luôn, trắng tinh luôn. Như thế này lại tiếp tục bác. Tiếp tục. Nó bảo hôm nay xuống đây làm sao? Anh Ngọc nó cho ăn 3 quả. Chịu ở đây nhá. Nó là mấy. Nó bảo là vào Bensound.com.
nhưng mà nấm lúc cứ lên lại à, mình cứ người phụ vợ phụ con này đâm ra nấm lúc con cái bảo là bố cứ đi như này cứ nọ.